Nếu bạn có ý định mua smartphone trong tầm giá 6,9 triệu thì Bphone 3 chính là một lựa chọn rất tốt. Bạn có thể tham khảo tại website bphone.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Cái thời điểm cuối năm là cái thời điểm mà chúng ta đi mua sắm rất là nhiều và điện thoại cũng không phải là một ngoại lệ. Cái thời điểm cuối năm là cái thời điểm mà mình biết là rất nhiều bạn đang có nhu cầu mua điện thoại và mình cũng giống các bạn thôi. Mình cũng có một cái nhu cầu mua một chiếc smartphone để tự thưởng cho bản thân sau một năm làm việc vất vả. Năm nay thì mình làm việc thì nói chung là về lương thưởng thì nó có cao hơn năm ngoái một chút. Và chính vì điều đó nên là mình muốn thưởng cho cái thành quả lao động của chính bản thân mình trong cái năm vừa rồi. Và mình quyết định là năm nay mình sẽ mua một chiếc smartphone mới. Thực ra là bây giờ khi mình sử dụng iPhone 7 với Galaxy Note 9 ấy, thì hai chiếc smartphone đó nó đã đáp ứng rất là đủ những cái nhu cầu của mình rồi. Tuy nhiên để lựa chọn là mua một chiếc smartphone với một cái nhu cầu gọi là sang trọng, đẳng cấp một chút thì thực ra là mình luôn luôn muốn hướng tới. Lúc đầu thì mình cũng phân vân giữa rất nhiều những smartphone kiểu như là Mobiado hay là Vertu. Nhưng mà cái này là mình sẽ chia sẻ thật luôn. Đối với Mobiado ấy, thì tầm giá của nó sẽ rơi khoảng 50 triệu trở lên. Và với Mobiado ấy, thì nếu mà mình mua những smartphone trong tầm giá đó thì nó chỉ có những chức năng rất là cơ bản về kiểu nghe gọi thôi. Nghĩa là nó sẽ đáp ứng được cho mình cái nhu cầu về mặt kiểu như là sang chảnh đấy, nhưng mà không đáp ứng được cái nhu cầu công việc, bởi vì là công việc của mình còn phải check mail rất là nhiều, còn phải lên đọc báo, rồi là còn phải xem YouTube rất là nhiều đấy. Chính vì thế nên là thứ nhất là về mức giá, thứ hai nữa là về những cái tính năng phục vụ cho công việc thì mình không lựa chọn Mobiado. Tiếp theo nữa thì lên Vertu. Tất nhiên là Vertu nó là một đẳng cấp hoàn toàn khác rồi. Chúng ta sẽ phải mất hàng trăm triệu để cho chúng ta mua những sản phẩm Vertu, nhưng đấy chỉ là những cái sản phẩm Vertu dòng Touch, nghĩa là những cái sản phẩm mà nó thực sự đáp ứng được cái nhu cầu về mặt công việc của mình, bởi vì là nó chạy hệ điều hành Android. Tuy nhiên những cái sản phẩm Vertu dòng Touch đó thì mình thấy là về cái mặt thẩm mỹ thì thực sự là nó không đẹp đấy. Mặc dù là những cái chất liệu làm ra nó thì nó rất là cao cấp, nhưng về mặt thẩm mỹ thì mình thấy là nó không đẹp. Còn nếu mà cố lên những cái dòng Vertu dòng S ý, thì thực sự là cái tài chính của mình bây giờ là không thể vươn tới được. Đấy là sự thật luôn. Và kể cả mà có vươn tới được những cái dòng Vertu dòng S rồi thì mình cũng sẽ chưa lựa chọn nó bây giờ, bởi vì là những dòng Vertu dòng S thì nó cũng nhấn mạnh vào cái chất liệu rất là đẳng cấp, rất là sang trọng, nhưng mà những cái tính năng của nó thì cũng chủ yếu là phục vụ cho việc nghe gọi thôi. Chính vì thế nên là mình mới nghĩ sang BlackBerry. Đấy, thì thực sự là BlackBerry bây giờ cũng có rất là nhiều sản phẩm độc và lạ với một mức giá khá rẻ. Ví dụ như là BlackBerry Passport này, hoặc là ví dụ như là BlackBerry Key 1, Key 2. Đấy thì mình cũng nghĩ đến là nếu bây giờ mua một sản phẩm độc và lạ, thế xong sau đó thì mình sẽ làm thế nào đó để cho cái sản phẩm này nó độc và lạ hơn. Đặc biệt nữa là cái sản phẩm này nó phải phục vụ cái nhu cầu công việc của mình nữa, nghĩa là phải có một cấu hình đủ tốt, thì mình nghĩ đến BlackBerry Key 2, hay còn các bạn hay gọi là Key 2 đấy. Thì đối với cả BlackBerry Key 2 thì mình thấy là cái sản phẩm này về mặt cấu hình là rất ok rồi đấy. Tuy nhiên là nếu mà so với cả BlackBerry Key 1 ấy, thì thực sự là mình thấy là nó ít điểm nhấn quá. Và chính vì muốn cái sản phẩm của mình nó độc, nó lạ hơn, nó có điểm nhấn hơn, và thực sự là nó phải đảm bảo thêm cái tính sang trọng nữa, thì mình nghĩ đến việc là mạ vàng BlackBerry Key 2. Đấy thì ở đây mình cũng nói luôn, đây là mình đã mua BlackBerry Key 2 rồi. Đây là cái phiên bản mạ vàng mà mình mua của anh Hiệp ở bên thế giới BlackBerry. Lúc đầu thì mình cũng rất là phân vân là không biết là bây giờ mua Key 2 về xong rồi đi mạ vàng, hay là mua một sản phẩm Key 2 mạ vàng sẵn ấy. Thì đấy mình cũng phân vân như thế, nhưng cuối cùng là mình đã mua một cái sản phẩm BlackBerry Key 2 mạ vàng sẵn là chỗ anh Hiệp ở thế giới BlackBerry. Thì tất cả những ưu điểm, đây là mình chia sẻ dưới góc nhìn là người dùng đi mua sản phẩm cho các bạn nhé. Đấy thì cái về cái chất liệu mạ vàng này thì mình thấy là nó dày hơn khá nhiều so với cả những cái đơn vị mạ vàng khác. Đấy, và thứ hai nữa là bên chỗ anh Hiệp thì cũng có rất nhiều những cái kinh nghiệm trong cái việc mạ vàng những sản phẩm BlackBerry từ rất lâu rồi. Chính vì thế là mình tin tưởng hơn so với việc là mình đi mua một cái máy mới tinh về để xong bắt đầu người ta tháo ra xong người ta mạ miếng thứ ở những cái đơn vị thứ ba, thì mình cảm thấy là như thế nó rất là soft cho cái chiếc máy của mình. Và chính vì thế nên là mình đã quyết định mua BlackBerry Key 2 mạ vàng ở chỗ thế giới BlackBerry. Đây các bạn có thể thấy là ví dụ như là nó có những điểm nhấn mạ vàng ở phía sau này, logo BlackBerry mạ vàng này. Đấy, rồi là những cái đường viền camera này cũng mạ vàng này. Toàn bộ khung viền này thì chắc chắn là mạ vàng rồi. Đấy. Phần trước này cũng mạ vàng luôn. Và các bạn thấy là khi mà màu vàng mà kết hợp với màu đen ấy
thì nó sẽ tạo nên cái tính sang trọng cũng như là đẳng cấp cho cái sản phẩm này. Còn về mặt cấu hình cũng như là những bài đánh giá chi tiết về Redmi Key 2 chắc là các bạn cũng biết rồi đấy. Cái sản phẩm này thì có con chip Snapdragon 660 đi kèm theo đó là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB, rất thoải mái cho các bạn trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Đấy là còn chưa kể Redmi Key 2 năm nay nó sẽ có thêm bộ đôi camera kép ở phía sau nữa. Nghĩa là nếu mà chúng ta sử dụng cái camera kép này trong cái việc chụp ảnh đi chơi cái thứ là điều rất bình thường. Còn ví dụ như với mình hạn sử dụng Redmi Key 2 trong vấn đề công việc, mình chỉ cần chụp ảnh slide hay là chụp ảnh chỉ cần nhìn rõ nét thì quá tốt rồi. Kể cả camera trước của nó cũng selfie khá là ngon. Đấy là còn chưa kể là Redmi Key 2 nó còn có một thời lượng sử dụng pin rất tốt, viên pin 3500 mAh thì rất thoải mái cho các bạn trong quá trình chúng ta sử dụng. Cái màn hình của nó thì cũng bé thôi, màn hình chỉ là 4.5 inch thôi. Nhưng mà được cái là độ phân giải sẽ là Full HD. Đấy là còn chưa kể là cái màn hình bé này, nhưng mà chúng ta sẽ được thêm cái bàn phím ở phía dưới này. Đấy, cái bàn phím này thì là đặc trưng của BlackBerry rồi. Cái bàn phím này thì nó cũng sẽ có cái cảm ứng ở phía dưới này, và đặc biệt là ở cái nút dấu cách này, cái nút Space này, thì nó sẽ kiêm luôn cả cảm ứng vân tay ở đây nữa. Đấy, thì đấy là những cái điểm thiết kế rất là thông minh của BlackBerry Key 2. Hơn nữa, cái điều quan trọng ấy là khi mà mình mua BlackBerry Key 2 thì mình thích nhất là các cái phím tắt của nó. Thì thực sự là với những cái phím tắt như này, và đặc biệt nữa là thêm cả BlackBerry Hub nữa, thì đấy là những cái mà mình có thể tổng hợp được tất cả những thông báo của mình trong BlackBerry Hub. Đấy là những cái điểm rất tiện lợi của BlackBerry mà không ai có thể chối cãi được. Về các yếu tố khác ấy, thì về mặt phần mềm thì BlackBerry Key 2 của mình hiện tại đang chạy sẵn phiên bản Android 8.1 rồi. Đây là cũng là một trong những phiên bản Android khá là mới. Thêm nữa là BlackBerry Key 2 nó sẽ sở hữu là hai SIM luôn nhé các bạn nhé. Cái phiên bản mình đang cầm này là cái phiên bản mà nó sở hữu hai SIM, nên là mình hoàn toàn có thể lắp một cái SIM 4G vào đây, hoặc là mình có thể lắp thêm một cái SIM nghe gọi nữa vào đây, nghĩa là để cho nó trở thành hai SIM nghe gọi đấy. Thì với một sản phẩm như BlackBerry này thì mình muốn là tập trung tất cả những cái phần nghe gọi vào đây hết. Đấy nên là nhiều khả năng là mình sẽ lắp ở vào đây là hai SIM nghe gọi. Còn Note 9 thì mình sẽ sử dụng những SIM 4G vào đó. Còn bán đi thì chắc là mình sẽ bán đi iPhone 7. Đấy, đấy là những cái mà mình chia sẻ thật lòng với cả các bạn. Thêm một số những yếu tố khác về BlackBerry Key 2 nữa, đấy là nó sẽ sử dụng Bluetooth 5.0. Đấy thì mình cũng rất là quan trọng cái điều này, vì Bluetooth 5.0 thì sẽ giúp các bạn kết nối với cả những cái tai nghe hoặc là những cái linh kiện Bluetooth khác. Bởi vì Bluetooth 5.0 ấy thì nó sẽ giúp các bạn kết nối với cả tai nghe hay là các cái thiết bị ngoại vi khác nó được tốt hơn. Đấy, thêm nữa là với Bluetooth 5.0 ấy thì khi mà mình sử dụng những cái tai nghe Bluetooth mình nghe vào đây thì cái tốc độ truyền tải của nó cũng rất là lớn, và đặc biệt nữa là khi mà mình để xa cái thiết bị ra thì nó cũng không bị giật ở trên tai. Đây là cái điểm mình thấy là rất ưu thế của Bluetooth 5.0. Còn sóng sánh nghe gọi rồi là âm thanh cái thứ thì chắc là chúng ta cũng không cần lý quá nhiều, vì là đấy, khi mình mua thì mình cũng đã xác định là nhà mình đã ở những khu vực sóng yếu thì mình cần thiết bị sóng riêng thứ nó phải khỏe, thì BlackBerry Key 2 đáp ứng được tốt cho mình những nhu cầu đó. Nếu mà các bạn hỏi là BlackBerry Key 2 thì nó sẽ đi kèm theo những cái phụ kiện gì đây, thì mình cũng sẽ nói luôn. Thực ra là mình hào hứng quá khi mình mua sản này về nên mình đã mở hộp nó ra rồi. Đấy thì ở trong này nó sẽ có que chọc SIM này, có sách hướng dẫn sử dụng ở đây này, rồi là nó sẽ có thêm cổng USB Type-C, nó sẽ có một cái tai nghe, và cuối cùng là nó sẽ có một cái củ sạc nhanh của BlackBerry luôn. Đây là củ sạc nhanh 3.0 luôn. Đấy, đây là những cái phụ kiện đi kèm theo cái sản phẩm này. Còn các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình cái sản phẩm nào để cho chúng ta có thể chào đón cái năm mới? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Đây chỉ là một cái vlog nho nhỏ của mình để chia sẻ cho các bạn về một cái sản phẩm mà mình mới mua để tự thưởng bản thân mình thôi. Đấy, rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.